Xin kính chào quý khán thính giả Tin Vui Media. Thế là tình thơ tập giá lần thứ tư đã đến với quý vị. Lần này đến với quý vị với chủ đề hòa bình. Hòa bình trong tâm hồn, hòa bình trong cõi lòng của mỗi người. Mà Chúa Giêsu hay nói, bình an cho các con. Và câu chúc bình an đến cho muôn dân đã xuất hiện từ ngày Giáng sinh. Và cuối cùng khi hiện ra với các tông đồ, trước khi về trời, Ngài cũng chúc bình an cho các con. Thưa quý vị, nói như thế để thấy rằng tìm được bình an đã khó cho mỗi đời người, bình an cho mỗi giai đoạn của đời người, huống chi chúng ta nhìn rộng hơn trên thế giới. Chiến tranh thì đang diễn ra tại Ukraine, rồi bây giờ ngay sát chúng ta đó là Palestine và Israel. Phải chăng hòa bình khó đến thế sao? Cho đến bây giờ chúng ta là những người Việt Nam lưu vong vẫn đi tìm những hòa bình. Nói ở đây để chúng ta thấy được rằng ngày 30 tháng 4 năm 75 chính là một cái dấu mốc để chúng ta phải ly hương. Nhưng trong lòng mỗi người vẫn muốn đi tìm cái bình an cho chính mình, hòa bình cho thế giới, vẫn là lời cầu nguyện từ Đức Giáo Hoàng, các Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục, rồi tới chúng ta, vẫn cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tình thơ thập giá muốn nhắc lại, chữ hòa bình đã đi vào cõi lòng của một cậu thanh niên trung học. Đó chính là cha Tầm Thường. Ngài đã ao ước có một hòa bình. Và trong cuộc đời linh mục của Ngài, trong những lần dẫn những phái đoàn đi hành hương, cũng vẫn mong mỏi chữ hòa bình, bình an đến cho mọi người. Khi tìm về cội nguồn, tìm về cội nguồn của ơn cứu rỗi. Kính thưa quý vị khán thính giả, tình thơ thập giá 4 xin giới thiệu đến quý vị với chủ đề hòa bình với những nhạc phẩm sau đây. Nhạc phẩm thứ nhất, hòa bình. Nhạc phẩm thứ hai, xin được như mặt trời. Và nhạc phẩm thứ ba, tình khúc cho Giêsu. Mong được quý thính giả khắp nơi đón nghe, lắng đọng tâm hồn và tìm được bình an nơi chính bản thân mình. Chúng ta gửi đến quý vị nhạc phẩm kế tiếp, đó là ca khúc mang tên là Hòa Bình, mà lại nói về một tiếng thở dài, thưa quý vị. Nội dung rất khác với tựa đề là Hòa Bình. Vậy thì, thưa cha, trong bài Hòa Bình, cha nói hòa bình như là nỗi vắng, lặng thinh. Tại sao hòa bình lại là nỗi vắng, lặng thinh? Kính thưa quý vị, kính thưa tất cả anh chị em, rất nhiều người trong chúng ta ở đây lớn lên trong chiến tranh. Tuổi thơ của tôi cũng vậy. Khi đi ở ngoài chiến sự mà sôi động, thì những buổi tối đọc kinh gia đình, tôi thấy mẹ tôi cứ thở dài. Đó là nỗi vắng lặng thinh. Mẹ tôi không biết than thở với ai. Rồi tôi cũng đã thấy có những cỗ quan tài, những người thiếu phụ bên xác chồng chạy trên một cái chiếc xe bụi mù lên, không có ai cả. Đó là nỗi vắng lặng thinh. Tại sao chữ đó có ở trong bài thơ? Thì bài Hòa Bình này không có kinh cầu theo lời của bài thơ, mà hòa bình ở trong cõi tim mình. Thế thì chúng ta hãy thử tìm xem hòa bình trong trái tim mình nó sẽ ra sao qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Anh Thư. Xin mời Hoàng Anh Thư. Tôi đã xuống từng hố bom sâu
tôi chẳng thấy hòa bình trong tiếng kinh cầu, tôi chẳng thấy hòa bình đâu. Tôi chẳng thấy hòa bình đâu, tôi chỉ thấy hòa bình là nỗi vắng lặng thinh, là nỗi chán trong trái tim mình, là những lắng nghe cõi lòng hạt hiu, hòa bình mãi mãi là nỗi nhớ mong. Hòa bình không là kính cầu, hòa bình không là hố bom sâu, hòa bình trong trái tim mình, tìm hòa bình trong cõi lòng thôi. Con xin cha là tác giả cho biết ngày còn là chú chủng sinh nhỏ bé như vậy, tại sao cha lại viết bài thơ
xin được như mặt trời. Kính thưa anh chị em, hình ảnh của mặt trời rất là dũng mạnh, thế nhưng vẫn để cho biển cả rửa tội cho mình mỗi ngày. Mặt trời không chọn vùng đất để sống. Mặt trời yêu thương tất cả. Cho nên tôi nghĩ nếu đời sống linh mục mà có những đặc tính như của mặt trời yêu thương tất cả, không chọn một vùng đất để sống, biết rằng mình dũng mạnh nhưng vẫn âm thầm cúi đầu để được rửa tội mỗi ngày, thì tôi thấy hình ảnh của mặt trời là những đặc tính mà một linh mục cần. Cho nên ngày đó tôi mơ ước một ngày nào mình là linh mục, chớ gì mình được như mặt trời. Cảm ơn cha. Vâng, con cũng cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, cùng với tác giả, chúng ta xin cho mỗi người là một mặt trời trên cuộc sống. Xin được như mặt trời bắt đầu. Đừng che khinh vùng đất đá, đừng che khinh miền xa lạ, đòi tìm về giữa thành phố xa hoa. Như mặt trời yêu tất cả, là linh mục như mặt trời, xin cho tôi được cầu kinh, cho tôi biết nên yêu chân tình, gieo rắc lời thiên đàng suôn khắp miền nhân gian. Nếu Chúa muốn là linh mục như mặt trời, xin cho tôi được bình an như mặt trời giữa không gian, không vướng víu vào cuộc đời. Đừng tù đầy như tình nhân nô lệ vào lẫn nhau, như mặt trời đừng biết đến thương đau, tưởng là mình cô đơn. Mặt trời xin cho tôi được cầu kinh, xin cho tôi biết phá tan hàng kẽm gai đang vây bọc trái tim tôi, xin cho tôi được sinh ra và giữa tôi mỗi một ngày như mặt trời vẫn mọc ở phương đông. Cho tôi không thù hằn, biết ăn năn khi lỗi lầm trong cuộc sống như mặt trời. Xin cho tôi luôn soi hướng trên biển cả nước.
trời vẫn mọc ở phương đông. Xin cho tôi không thù hằn, biết ăn năn khi lỗi lầm trong cuộc sống như mặt trời. Xin cho tôi luôn soi gương trên biển cả nước mênh mông. Xin cho tôi được thanh thản, xin cho tôi được mênh mông như mặt trời cho cuộc đời linh mục. Áo lụa tháng năm và lời thơ trong vườn xuân là những bài thơ cha viết lúc còn trung học. Nhưng mà bài thơ mà bây giờ chuyển thành nhạc sau đây đó, tựa đề là Tình khúc cho Giê-xu, thì tâm tình khác rồi, không còn giống như thời trung học nữa. Trong bài thơ đó đó có những câu như thế này này: con yêu những buổi chiều đồi tím rừng cô liêu, Giê-xu âm thầm khóc, thập giá không có người trồng, tình yêu không còn đất sống. Trong lời thơ có cái gì băn khoăn đó? Với lại hãy con hỏi cha câu này nhé, cha là đàn ông phải không? Đàn ông đúng không? Thế mà trong cái lời thơ này có vẻ ẻo lả, nữ tính là làm sao? Bởi vậy cha trả lời hai câu: thứ nhất, tại sao lại có băn khoăn? Thứ hai, tại sao mà cha lại nữ tính như thế? Thật sự anh thắc mắc thì cũng là đúng thôi. Một người đàn ông không thể viết một lời thơ là đồi tím rừng cô liêu được, không thể viết một lời thơ là Giê-xu âm thầm khóc. Chúa đâu có âm thầm khóc. Trên quả thật đúng, nam tính không có thể viết những lời thơ ấy như vậy. Thế tại sao lại có những lời thơ đó? Kính thưa anh chị em, kính thưa quý vị, 50 năm về trước, ở Việt Nam chúng ta có một truyền thống tốt đẹp. Các cha xứ hay giúp nuôi các cậu, các cô đi tu, gọi là gia đình linh tông với nhau. Thì trong một mùa Tết, các con cái về bên cha bố nghỉ Tết, thì lúc đó tôi cũng giống như là một người anh lớn ở trong gia đình linh tông. Thì có một em đệ tử tâm sự với tôi là: tôi ước muốn là linh mục. Có khi nào tôi cũng băn khoăn, cũng ngần ngại, đại khái là lưỡng lự trong ơn gọi không? Bởi vì em bảo em đang ở trong tình trạng lưỡng lự ơn gọi, muốn đi tu nhưng đồng thời cũng muốn những ước mơ lãng mạn. Thì tôi viết bài thơ này như để trả lời cho em là: nếu không có người trồng thập giá, nếu không có ai thắp lửa nhà chầu đốt nến dâng hoa, thì chắc là nhà thờ buồn lắm. Tôi muốn khuyến khích em, nhưng mà thật ra thì đó cũng là tâm trạng của tôi. Có khi tôi cũng ngần ngại, tôi cũng băn khoăn, nhưng mà tôi không thể viết những lời thơ đồi tím rừng cô liêu, Giê-xu âm thầm khóc được. Thành ra tôi lấy cái cớ như là người em đó viết cái tâm sự đó để diễn tả tâm tình của mình, nhưng mà tôi đổi đi là tâm sự của em. Vì thế mà anh có thể phân vân tại sao có những lời thơ có vẻ yếu ớt như vậy.
Trong đó có hai câu mà cha viết, đó là để Giê-xu bước đi, mắt mờ lệ mênh mông, mắt mờ lệ mênh mông. Lời thơ như thế thì chỉ có thể là đặt tâm trạng của một nữ tu trẻ thôi. Vì thế như cha nói, cha đã lấy tâm trạng của một vị nữ tu để viết lên bài thơ này. Nhưng bây giờ thì con lại có câu hỏi với cha, đó là thưa cha, cái cô em bé nhỏ đó rồi có tiếp tục đi tu hay không? Kính thưa anh chị em, cảm ơn Chúa. Sau đó có mấy năm thôi thì tôi vượt biên ra đi. Em đệ tử đó ở lại. Và bây giờ đang là một nữ tu rất là tốt. Đang giúp những người neo đơn, đang giúp những em khuyết tật. Trên đó là câu chuyện có thật trong đời sống. Kính thưa quý vị, qua một chút lịch sử của bài thơ, chúng ta, những người nghe, có thể thưởng lãm một cách sâu xa hơn tâm tình của nhà thơ cũng như tâm tình của người viết dòng nhạc. Giê-xu ơi, Giê-xu, con xin đem hồn nhỏ để không có người chồng. Con yêu thương thánh giá để không còn đất sống. Con thắp lửa nhà chầu, con đốt nến dâng hoa. Nhạc phẩm Tình khúc cho Giê-xu sẽ do ca sĩ Y Phương diễn tả sau đây. Linh hồn ai
chặt lệ buông nhỏ màn thương. Con yêu những mùa thu Giê-xu đi cô đơn giữa trời hành nắng vàng, ai về vui thanh thang bên chén ngà rượu quý, để Giê-xu bước đi mắt mơ lệ mênh mông, mắt mơ lệ mênh mông. Giê-xu ơi Giê-xu, con xin đem hôn nhỏ để không có người chồng con yêu thương thánh giá, để không con đất sống con thắp lửa nhà trầu con đốt nên dâng hoa. Giê-xu ơi Giê-xu, con xin đem hôn nhỏ để không có người chồng con yêu thương thánh giá, để không con đất sống con thắp lửa nhà trầu con đốt nên dâng hoa. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị dành một phút thinh lặng đi vào phần suy niệm với lời đọc của Thanh Thảo sau đây. Ai về vui thênh thang bên chén ngà rượu quý, để Giê-xu bước đi mắt mờ lệ mênh mông, mắt mờ lệ mênh mông. Xin lỗi anh Quyên Duy với chị Thanh Thảo, cho tôi ngắt lời ở đây một chút. Khi tôi viết lời thơ này, ai về vui thênh thang bên chén ngà rượu quý, tôi muốn khuyến khích cô đệ tử đó. Nhưng kính thưa anh chị em và quý vị, sau khi tôi vượt biên rồi, mấy năm sau tôi đọc lại lời thơ này, và lúc đó thật sự lời thơ mới chạm vào tim của tôi. Trước đó thì tôi viết lời thơ đó cho em thôi, nhưng về sau này tôi đọc lại: Giê-xu ơi Giê-xu, con xin đem hồn nhỏ như một cô đệ tử tâm sự với Chúa, để không có người chồng con yêu thương thánh giá. Sau khi tôi vượt biên mấy năm, tôi đọc lại và tôi mang một chút cái mặc cảm là tôi đã bỏ mảnh đất đấy. Tôi ra đi, ai là người ở lại để trồng cây thập giá? Chuyện thật sự, có những lúc tôi cảm thấy buồn vì tôi đã bỏ tôi đi. Nếu ai cũng bỏ đi thì ai là người trồng cây thập giá? Trên hình ảnh của em ở lại để trồng cây thập giá, lúc đó bài thơ nó mới thật sự là trở thành bài thơ của tôi. Và nhất là khi tôi đọc cái câu: Giê-xu ơi Giê-xu, con xin đem hồn nhỏ để không còn đất sống con thắp lửa nhà chầu con đốt nến dâng hoa. Tôi bỏ đi, tôi chọn một vùng đất sống, nhưng có người ở lại thay tôi để thắp lửa nhà chầu. Nên thực sự khi tôi đọc cái đó, có nhiều đêm tôi khóc. Lúc đó bài thơ mới trở thành bài thơ của chính tôi, sau khi tôi đã viết cả bao nhiêu năm về trước. Kính thưa quý vị, vì quý vị ngồi xa chúng tôi, chứ Thanh Thảo và tôi ngồi đây đó, ngay bên cạnh,
Cha Nguyễn tầm thường nhìn vào khuôn mặt của cha, đôi mắt của cha. Cha đang khóc. Chúng con tôn trọng nỗi niềm tâm sự của cha. Nếu cần khóc, cha cứ khóc. Đó là lời khuyên cha từng khuyên chúng con. Hôm nay con thơ lại với cha như thế. Trở lại câu chuyện cô nữ tu. Cô nữ tu đó ở lại quê hương Việt Nam. Còn cha, như cha vừa nói, cha vượt biên đến một miền đất khác với một sứ vụ cũng khác. Đời là một cuộc chia tay. Ngày hôm nay cha ngồi đây, Thanh Thảo, Quyên Di và quý khán thính giả ngồi đây tụ họp thân mật, ấm cúng, nhưng rồi cũng chia tay thôi. Cha Nguyễn tầm thường có yêu quý mảnh đất California này bao nhiêu đi nữa, một hai hôm nữa cũng quay trở về Denver của cha mà thôi. Như thế, phải chăng đời người là những cuộc chia tay không ngừng? Có đúng không? Đúng như vậy. Và thực sự tôi không hiểu tại sao trong ơn gọi của tôi bây giờ cũng vậy. Nay tôi ở giáo xứ này, mai tôi đi chỗ khác, tôi vừa gặp người này rồi tôi lại đi. Cho nên thật sự suốt đời của tôi là một cuộc chia tay. Cho nên đời là một cuộc hành hương và cuộc sống của chúng ta là những quán trọ.